Trời đất ơi, ôi. Oh my god, các bạn ơi, coi bom nổ rồi các bạn. Ây da, sắp tới Tết rồi, thiệt là vui quá đi mà. Hôm nay trời cũng đẹp nữa, ra ngoài đây ngắm trời ngắm đất đúng là quá tuyệt vời luôn. Đây, để mình đàn cho tất cả các bạn ở đang trong chai nồi của mình nghe một bài nhạc nha. Đó, để mình quýnh đàn các bạn nghe nè. Đó, các bạn có đang nghe thấy tiếng đàn không? Ô, chào các bạn nha, và mình chính là cây mặt cười hay còn gọi là cây chúa hề đây. Và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với lại một video Minecraft đầy điên khùng nữa của mình ngày hôm nay. Và hôm nay các bạn đang thấy đó là mình đang ngồi quánh đàn các bạn ơi. Đó, mình đang chơi guitar trong thằng khùng đó các bạn. Ó, đó. Đây, thì hôm nay rất là vui các bạn ơi, gần sắp Tết tới nơi rồi. Cho nên là hôm nay mình muốn ngồi quánh đàn cái thanh cảnh, nhìn cảnh nhìn này nọ các bạn. À, ôi trời đất ơi, mình đang ngồi quýnh đàn ngắm trời ngắm đất vui vẻ à. Vậy mà tự nhiên không biết có ai tới lại gọi điện phá đám cuộc vui của mình ngày hôm nay nữa. Mình dám cá 100% luôn, lại là ông tiến sĩ tiếp tục cho xem. Được rồi các bạn ơi, để mình xíu nha. Để mình thử nhấc máy xem có đúng là ông tiến sĩ tiếp tục không các bạn. À, alo, tiến sĩ, trời đất ơi, tiến sĩ ơi, gọi điện hoài à, con đang ngồi quýnh đàn với mấy bạn fan đó con nghe. Hôm nay hả, con vừa sáng tác được một bài hát mới tên là Mùa Xuân Tết Đến Vui Vẻ Rộn Ràng. Vậy mà tiến sĩ gọi điện phá đám hoài à, sao, hôm nay có chuyện gì tiến sĩ ơi, nói lẹ lẹ đi nha, con còn làm gì đó tiến sĩ. Trời đất ơi, cháu em ơi, mau chóng qua nhà đi chú em ơi. Có một chuyện không hay đang xảy ra rồi chú em ơi, mau chóng qua đi chú em, tao rất là cần chú em đây nè, lẹ đi chú em ơi. Trời ơi, tiến sĩ ơi, có gì đâu mà phiền phải lo. Gần sắp Tết tới nơi rồi, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa, mọi chuyện đều sẽ qua thôi. Đừng có lo lắng gì cả, hãy luôn tin tưởng đi tiến sĩ ơi. Trời ơi, chú em ơi, khùng quá chú em, tao nói rồi nè, mau chóng qua nhà của ta lẹ đi chú em ơi. Sắp có chuyện không hay xảy ra rồi, ta cúp máy đây, bạc. Rồi xong, cúp máy luôn các bạn ơi, khổ ghê luôn á. Hay da, chán ghê luôn á. Hôm nay mình định quýnh đàn các bạn coi, vậy mà tự dưng ông tiến sĩ bắt mình phải qua nhà tiến sĩ làm gì đâu các bạn, khổ ghê luôn á. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nha, đi qua nhà công tiến sĩ nào các bạn ơi, let's go. À, đây, để mình bắt đầu xuống dưới nhà nào các bạn. Và trước đó thì mình nghĩ là mình nên đem theo một loại vũ khí các bạn ơi. Chứ thấy nguy hiểm lắm các bạn. Nhà ông tiến sĩ nha, mỗi lần mà đi ra đó nha, trời ơi, toàn là quái vật không các bạn ơi, mình sợ lắm. Cho nên là cứ cầm theo chắc các bạn. Có gì hả còn đi chiến đấu nữa các bạn ơi, chứ nếu không là mình sẽ bị te tua các bạn ơi. Đó, mặc trước vô một bộ giáp sắt cực kỳ đẹp trai nào. Rồi ok, bây giờ hả, mau chóng đi vào nhà tiến sĩ các bạn ơi. Let's go, let's go, let's go, let's go. À các bạn ơi, quên nữa, thì trước khi mà mình đi vào nhà ông tiến sĩ các bạn ơi, nếu như các bạn là người mới tới kênh của mình và đầu tiên á, đừng quên nha, hãy cho mình một nút đăng ký cũng như là một lượt like và một lượt chia sẻ. Đừng có quên nha, hãy nhớ nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về video của mình. Phải bỏ ra khoảng từ 5 cho nó sẽ cho các bạn ơi, mình có tiền á, mình sẽ làm được nhiều video hay hơn và đẹp hơn nữa cho tất cả các bạn cùng coi nha. Yes sir. Rồi ok, bây giờ mau chóng đi vào nhà tiến sĩ coi. Trời ơi, hôm nay trời nắng đẹp như vậy mà bắt mình làm gì khổ các bạn ơi. Không biết ông tiến sĩ kêu là hôm nay có tình trạng nguy hiểm như đây nữa các bạn. Ờ, à, mệt mỏi ghê luôn á. Tiến sĩ ơi, con tới nhà tiến sĩ rồi nè. Trời ơi, tiến sĩ ơi, hôm nay có chuyện gì mà tiến sĩ cực kỳ muốn tới con tới lẹ vậy tiến sĩ? Trời ơi, cháu em ơi, dịch Covid, virus Covid sắp quay trở lại chú em ơi. Nó đang lan truyền nè chú em. Trời ơi, tao khổ quá đi mà. Hả? Dịch Covid thì Covid với tiến sĩ. Trời ơi, tiến sĩ ơi, Covid thì Covid. Nhưng mà chỉ cần tiến sĩ hả ở trong nhà được rồi, đừng có ra ngoài đường. Trời ơi chú em ơi, ta hả đâu có đi ra ngoài đường đâu. Vậy mà cuối cùng nha, con quái vật virus Covid hả đang lan truyền đằng sau ngôi nhà của ta đó chú em. Lát nữa hả, chú em thử đi ra ngoài là biết liền à. Thấy nha, nguyên cái bãi virus Covid, Covid đó hả, đang lan truyền, đang lan rộng dần đó chú em ơi, ghê lắm chú em. Hả? Cái gì?
virus Covid đang lan truyền, đang lan rộng ở làng sao nhà tiến sĩ vậy? Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Điều này là không ổn rồi, te tua rồi, thế nào làng của mình nha, cả làng bị dính Covid cho mà coi. Tiến sĩ ơi, tại sao tiến sĩ để như vậy hả tiến sĩ? Trời ơi, chú em ơi, làm sao ta biết được? Thôi nè, bây giờ nhiệm vụ của chú em hay là phải mau chóng dùng cái gương này. Ở cái gương này đó, ta để sẵn hả thuốc anti vaccine virus rồi. Em chỉ cần hả, hãy đặt vòng quanh những con virus đó là ok chú em ơi. Mở ra đi chú em. Ok ok, để con. Cái gì vậy ta? Antivirus. Ôi các bạn ơi, vậy là mình hiểu rồi. Vậy là do hả virus Covid đang lan truyền đằng sau ngôi nhà ông tiến sĩ. Cho nên bây giờ đó hả là phải dùng các bạn ơi. Mình phải dùng những cái khối antivirus này để mà đặt bao quanh cái chỗ virus đó, để mình có thể gọi là dễ dàng hơn việc kiểm soát không virus các bạn ơi. Được rồi tiến sĩ ơi, bây giờ để con sẽ mau chóng đi ngoài kia và hạ khống chế con virus này lại. Ok, để con nha, đi ra các bạn ơi, let's go. Rồi, mau chóng hả đi ra ngoài kia và dập tắt con quái vật virus Covid các bạn ơi. Chứ nếu không là cả làng của mình tiêu tùng luôn á, ghê lắm các bạn. Rồi đâu, để mình thử xem như thế nào nha. Ủa, mình nó thấy cái gì đâu ta? Chả lẽ cái ông tiến sĩ này lừa đảo mình đó các bạn. Không được nha. Đâu, oh my god các bạn ơi, coi nè. Các bạn thấy không? Ôi, nó đang lan truyền từ từ các bạn ơi. Virus quái vật Covid nè các bạn. Chết rồi. Bây giờ mà không tìm cách ngăn chặn nó lại nha, là nó sẽ tiêu tùng các bạn ơi. Cả ngôi làng của mình sẽ không còn gì cả. Rồi ok, bây giờ mình tìm cách các bạn ơi. Lẹ nào, phải mau chóng dùng á hả cái cục antivirus này nó bị chặn lại các bạn, chứ nó không là mình sẽ bị tiêu tùng á, làng của mình sẽ mất hết đó. Ok, chặn lại các bạn ơi, nhanh nào. Antivirus. Ôi các bạn ơi, ghê quá đi à. Trời đất ơi, ngôi làng của mình đang bị, ôi mình chặn lại. Ôi không các bạn ơi, có vẻ như cục antivirus này không hoạt động thành công rồi các bạn. Mình càng thêm vô thì nó càng bị nhiều nữa các bạn ơi. Trời đất ơi, tiêu rồi. Như thế này, cái điều như này hả thì thế nào nha. Virus Covid cũng sẽ xuất hiện và sẽ lan truyền toàn bộ ngôi làng của mình các bạn ơi. Thôi mình nghĩ là bây giờ hãy tạm thời phong tỏa khu này lại. Chỗ này bị các bạn ơi, mình sẽ bỏ này vậy. Mình sẽ dựng lên một cái rào chắn các bạn, để mà mình có thể chặn lại các bạn ơi, để nó không tiến tới ngôi làng của mình được. Chứ nó không là mình sẽ bị tiêu tùng đó các bạn thấy chưa. Đó, nó sẽ tiến tới cái chỗ ông nhà ông tiến sĩ này nè. Chặn lại các bạn. Nhanh nào, ghê quá đi các bạn. Ôi, bạn thấy không? Virus Covid hồng nhìn ghê quá các bạn. Thôi không sao, để mình sẽ làm thật là nhanh để mình chặn lại hết các bạn ơi. Chứ nếu không hả là mình sẽ bị tiêu tùng, làng của mình sẽ tan nát các bạn ơi. Nó sẽ quấn mình vỡ mờn các bạn. Rồi ok, bây giờ tạm thời dùng một cái hả tường antivirus xem các bạn xem như thế nào nha. Ơi các bạn thấy ghê chưa? Cây cỏ hoa lá nha mà nó bị virus Covid ăn hoàn toàn các bạn ơi, ghê quá đi à. Mình sắp bị ho nơi nè. Trời ơi, sắp ho các bạn ơi. Có khi nào khéo mình bị dính luôn không ta? Ghê quá đi à. Thôi được rồi, không có nào khác hết đó. Bây giờ phải mau chóng đi nhà tiến sĩ coi thử xem là còn gì khác các bạn ơi. Từ, để mình dùng kiếm kim cương nha. Để mình thử hả phá cái này các bạn ơi. Mình phá đi các bạn. Ôi, phá cực kỳ lâu luôn các bạn ơi. Mình không thể nào phá nó nhanh như bình thường được các bạn. Nè không, có cỏ phá nhanh lắm rồi nha. Nè, phá cực kỳ nhanh luôn nha. Cái này phá rất là lâu các bạn ơi. Đúng là Covid có khác rồi, xong rồi. Tầm này là tiêu tùng rồi. Cái cục này sẽ lan tới nhà ông tiến sĩ mất. Tiến sĩ ơi, tiến sĩ. Từ, mình phá nhà vô các bạn ơi. Phá nhà vô. Tiến sĩ ơi, không được rồi tiến sĩ ơi, không được rồi tiến sĩ. Có vẻ như hay là cái tường thành antivirus, cái vaccine antivirus tiến sĩ ơi, nó không hoạt động thành công một tiến sĩ, nguy hiểm của tiến sĩ ơi. Dạ trời ơi chú em ơi, vậy là không ổn, chú em vậy là tan nát cuộc tình rồi. Ây da, chả lẽ bây giờ hả tao dùng biện pháp cuối cùng sao? Hả? Tiến sĩ vẫn còn biện pháp cuối cùng hả? Trời ơi tiến sĩ ơi, bây giờ nó là nguy cấp, tiến sĩ ơi, cực kỳ nguy cấp rồi. Tiến sĩ mau chóng tìm cách giải thoát đi chứ. Tiến sĩ ơi, biện pháp cuối cùng là biện pháp gì vậy hả tiến sĩ? Ai cho chú em à, biện pháp cuối cùng hả chính là dùng bom chú em ơi. Bây giờ ta muốn chú em hả mau chóng đi lên trên cái tầng hầm gác mái trên nhà đi chú em ơi. Ở đó sẽ chứa bom đó chú em ơi. Hãy dùng trái bom đó và tiêu diệt con quái vật virus Covid-19 này chú em à. Ok, để con. Được rồi các bạn ơi, bây giờ lên gác mái nè các bạn ơi. Lẹ lên nào, lẹ nào, lẹ nào, lẹ nào, lẹ nào, lẹ nào, lẹ nào. Cất vô đây các bạn. Bây giờ mình lấy này ra nha.
Wow, các bạn ơi coi nè, ở đây có rất là nhiều đồ luôn nha. Trời đất, ok ok, để mình lượm hết. Rồi các bạn ơi, bây giờ hả mình sẽ đi xuống dưới kia và mình sẽ chế tạo quả bom các bạn ơi, để mình tiêu diệt con. Ôi các bạn ơi, không được rồi. Có vẻ như là Covid đã bắt đầu ảnh hưởng đến mình rồi các bạn ơi. Mỗi lần mà mình đi di chuyển nha là mình sẽ bị ảnh hưởng các bạn. Bây giờ mình sẽ chế tạo một quả bom cực kỳ mạnh luôn các bạn, để mình có thể tiêu diệt cái con quái vật virus Covid-19 này các bạn ơi. Coi này thấy chưa, lan truyền tới nhà ông tiến sĩ rồi các bạn. Được rồi, để mình các bạn ơi, bây giờ mình đặt như thế này các bạn. 1, 2, 3, 4. Rồi, 1, 2, 3 và 4 các bạn ơi. Ok, đây. Bây giờ mình có một quả bom tên là Antimatter các bạn ơi. Một quả bom siêu to khổng lồ luôn. Và quả bom này là quả bom nguyên tử các bạn ơi. Mình sẽ dùng nó để tiêu diệt con Covid này. Bây giờ lẹ nào. Ôi, đây rồi các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ mình bỏ vô các bạn. Bây giờ lẹ nào. Ôi, sao không bỏ vô được các bạn ơi. Tiêu rồi. Ok ok, bây giờ được rồi các bạn. Ok, mình bỏ vô. Bỏ vô nào, chứ nếu không là ngôi làng của mình sẽ tiêu tùng mất. Ok. Bỏ vô ơi, không được các bạn ơi. Có chuyện gì vậy rồi, xảy ra rồi các bạn. Ây da, căng thẳng rồi, thôi kệ các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho nổ quả bom này vậy. Rồi ok, quả bom chuẩn bị nổ các bạn ơi, let's go. Chúng ta phải lo chạy các bạn ơi. Chạy lại lên, nếu không là bom nổ tan sáng luôn á. Ôi, nhưng mà tự dưng á hả, mình bị mất shader luôn các bạn. Rồi, mình hiểu rồi. Vậy là trái bom này cực kỳ mạnh luôn nha. Và nó sẽ biến bản thân mình mất shader luôn các bạn ơi. Ghê thiệt sự luôn á. Và trái bom chỉ còn 10 giây các bạn ơi. Như nó là nổ đó các bạn. Còn thử các bạn ơi, ghê quá các bạn. Trời đất ơi, ôi. Oh my god, các bạn ơi, coi bom nổ rồi các bạn. Trời đất ơi, nó sẽ nổ tan tành virus quái vật Covid-19 các bạn ơi. Ôi, nó nổ tay ra, chạy, mình chết chắc luôn á. Chạy lẹ, ôi, kìa mình chớ các bạn ơi, chạy lẹ lên. Ôi, nổ tay được các bạn. Ôi, bom gì kinh khủng thiệt sự luôn các bạn ơi. Và nó đã sang bành hoàn toàn ngôi làng của mình rồi. Ôi, không, ghê thiệt sự luôn nha. À ơi, mình đang bị diễn phóng xạ các bạn ơi. Ôi, và từ có thử các bạn, hay ghê không? Một quả bom nguyên tử khổng lồ siêu mạnh nổ tan tành cả thế giới luôn các bạn ơi. Và nó sẽ nổ tan tành cả trái đất địa cầu luôn các bạn. Như vậy nha là Covid-19 á. Ừ, Covid cũng không làm gì được các bạn ơi. Oh my god, khu vực này á hả, toàn là phóng xạ các bạn. Ôi, nổ tan nát luôn rồi. Trời đất ơi, vậy là chỗ này nha sẽ không còn... Ê, kim cương các bạn ơi, kim cương luôn các bạn. Chỗ này sẽ không còn Covid-19 nữa các bạn ơi. Covid nữa. Ôi, các bạn thấy ghê chưa? Một quả bom nắm siêu bự, siêu mạnh luôn các bạn. Nổ ghê thiệt sự luôn á. Rồi, để mình đi thử xem như thế nào nha các bạn ơi. Ở kia mình thấy có là cái gương các bạn, không biết nó gương gì, để mình đi thử các bạn. Ây da, cái gì ta? Chắc khu nhà mình các bạn ơi, mình không biết nè. Ôi ôi, ghê quá đi à. Trời đất ơi, mình thấy sợ thiệt sự luôn các bạn. Ờ, à, ok các bạn ơi. Vậy thì có vẻ như là hôm nay thêm khách các bạn ơi, trong việc gọi là mình tiêu diệt được con quái vật virus Covid-19 rồi. Nhưng mà mình vô tình tiêu diệt phá luôn cái ngôi làng của mình, cũng như là giết chết luôn tiến sĩ các bạn ơi. Trời đất ơi, sợ thiệt sự luôn á. Thì ok, vậy là bây giờ phải tạm thời hả dừng cái video các bạn ơi. Nếu bạn thích này á, hãy cho mình một lượt like nha các bạn ơi. Nếu như bạn giúp kênh giúp mình nha, tôi luôn cả muốn đăng ký các bạn rất là nhiều nha. Và mình sẽ tất cả bạn những cái của cái đi nha. À không, của cây chúa hề cây mặt cười nha. Và bye bye. Yeah.